Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách react video nhưng mà không bao giờ dính bản quyền. Đấy, từ bản quyền âm thanh, bản quyền âm nhạc đến bản quyền hình ảnh. Đấy, thì đầu tiên ý, các bạn phải làm cho mình đó chính là phải chuẩn bị sẵn video. Nếu như mà các bạn chưa có sẵn video đúng không? Thì các bạn hãy tải video bằng đường dẫn này cho mình. Đấy, thì cái đường dẫn này nó sẽ cho phép các bạn tải video bằng link link của video ấy. Đây này, đây sẽ mình sẽ sao chép liên kết này. Đấy, sau khi mà sao chép liên kết xong thì mình sẽ dán địa chỉ liên kết vào đây, thì mình sao chép sẵn rồi đây nhá. Rồi đây đấy, mình sẽ download này. Đấy, thì ở đây nó sẽ hiện ra các độ phân giải, thì các bạn sẽ chọn độ phân giải lớn nhất cho mình nhá. Ở đây là độ phân giải lớn nhất là 1440p này. Đấy, mình sẽ nhấn render này. Đấy, sau khi render xong thì các bạn có thể nhấn download video. Thì ở đây mình download sẵn rồi nha. Đây mình download sẵn rồi đây này, vườn sao băng tập 8 đây này. Đấy, để tránh mất thời gian cho hai bên ấy, đôi bên ấy. Đấy. Thì sau khi mà mình tải xong ấy thì mình sẽ mở app lên và mình chuyển đổi nha. Biến từ video của người ta thành video của mình nha, mà không bị đánh bản quyền. Chủ video cũng không thể đánh bản quyền được mình nha. Đấy, bây giờ mình sẽ mở app lên này, bắt đầu chỉnh sửa này. Thì bước thứ ba, đấy, bước ba thì đây mình sẽ hướng dẫn trước và mình sẽ note lại sau nhé. Mình sẽ thêm cái video đấy vào này, mình sẽ bằng tập 8 này. Đấy, mình sẽ thêm một cái file nữa. Cái file này thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên mạng cũng có khá là nhiều ấy. Đâu nhỉ? Đây, file này sẽ chứa cái background này và cái nền này, cái nền người thuyết minh ý. Đấy, thì nó sẽ tăng khả năng có thể tránh bản quyền được. Đấy, sau đó mình sẽ làm một cái background cho bộ phim này. Cái app này nó hơi khó sử dụng một tí ấy. Không, thực ra nó dễ sử dụng quá cho nên là nó khá là đấy. Thì đầu tiên nhá, sau khi các bạn đưa hết tất cả trên màn hình này rồi này, thì các bạn lưu ý một điều cho mình này, là các bạn sẽ cắt cái phần này của video đi này. Đấy, các bạn cắt đi cho mình nha. Rồi, điều thứ hai các bạn cần phải làm là cái background này. Các bạn sẽ kéo to ra cho mình đã. Đấy. Điều thứ ba là các bạn sẽ đưa nhân vật chỉnh to nhỏ thì tùy các bạn nhá. Đấy, mình sẽ chỉnh này, mình cảm giác là thế này vừa này. Đấy. Bây giờ video là nó được 30% thay đổi ban đầu. Thì thêm 20% nữa mình phải làm cái gì? Mình sẽ lật ngược lại video. Đây, các bạn có thể lật ngược lại video này. Đấy. Tức là thiếu 20% nữa rồi này. Nếu tôi không thể hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong hạnh phúc. Đấy, thì các bạn phải luôn luôn duy trì background này phải tương đương với bộ phim này. Và những cái này này, cái hình người thuyết minh ấy, nó cũng phải tương đương với độ dài bộ phim. Thì các bạn, người thuyết minh này này, các bạn có thể tải trên mạng cũng khá là nhiều nhá. Đấy, hoặc là mình sẽ gửi file, mình sẽ up lên driver và cho các bạn tải cái này. Cái này là cái file mà mình chưa tách nền nha. Tách nền thì các bạn có thể tách bằng Fiora này, Filmora này. Đấy, thì nền xanh này nó sẽ chuyển đổi theo màu của cái nền này nha. Thì nó sẽ như cái này luôn này, coi như là không có nền luôn, mà nó sẽ 6 phút một lần chứ không phải là 5 giây như cái mình tách nền trên online trên mạng ấy, cho nó nhanh ấy. Đấy, sau đó này các bạn cần phải chuyển đổi âm thanh của video ấy sang 13. Đây, vừa xong tập 8 mình vừa lấy là đang làm đây đúng không, mình sẽ chuyển đổi sang 13 nhá. Các bạn đợi một tí, cái này nó khá là lâu đấy, tại vì 422 ms ấy. Hãy
Thì trong khi chờ đợi tách nền, tách âm thanh nhá, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn này, là mình sẽ tăng tốc độ video lên. Đấy. Tăng tốc độ video lên như thế nào? Thì mình có thể dùng, nếu mà các bạn dùng Camtasia ấy, các bạn hãy dùng vào audio effect này và clip speed này. Đấy. Và lưu ý này, luôn luôn phải để là 1,09 cho mình nhá. Đấy. Ơi. Nó quá rồi. Đấy. Thì khi các bạn xem video qua xem thử video của mình này. Cô gái này cầm mảnh thủy tinh kề vào mặt mình, sau đó nói với anh ta. Đấy, các bạn nghe thì có sự thay đổi chưa? Từ giọng nói thay đổi này, cho đến tốc độ video cũng thay đổi rồi này. Đấy, các bạn so với video bên gốc nhá. Sau đó nói với anh ta, nếu tôi không thể hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong hạnh phúc. Đấy, âm thanh thay đổi rồi đúng không? Là được thêm 10% nữa. Vậy 40% nữa thì 40% nữa là cái gì? Thì các bạn lưu ý nhé, các bạn nghe này. Đừng mà. Lúc đó máu rơi xuống thảm, Tam chủ động nắm lấy miếng thủy tinh vỡ tránh được bi kịch xảy ra. Các bạn nghe thấy gì không? Trong video này là có nhạc đúng không? Có nhạc. Đấy. Đấy là lý do mà mình phải chuyển đổi từ 14 sang 13 này. Đấy, mình sẽ tạo thành 10 file 13, sau đó mình sẽ tách tách nhạc với tách âm thanh. Đấy. Hầu như là tất cả những cái gì mình đã hướng dẫn các bạn ở trên video này này đều đã được mình kiểm nghiệm, thử nghiệm rồi nha. Các bạn có thể xem nhá. Đây, đây là kênh YouTube của mình. YouTube mình để dùng để thử nghiệm đây này. Đấy. Các bạn thấy không? Đây là video mình đăng mới nhất nha. Lâu do mình bỏ khá là lâu rồi ấy. Đấy. Tháng 12 này. Tháng 1 này, đầu năm nay, đầu năm nay luôn này. Đấy, bởi vì mình bỏ khá là lâu rồi ấy. Cho nên là view nó lại tụt xuống nha. Còn nếu các bạn đang đều đều duy trì, đang đều đều ấy, thì mỗi video các bạn có thể kiếm về từ 200 đến 300 người đăng ký là chuyện bình thường nha. Ví dụ một video bất kỳ của mình này. Đây, ví dụ video này đi. Anh xem nào. Đâu rồi nhỉ? Đây. Máy mình khá là lag, các bạn có cố gắng đợi một tí nhé. Tại vì chạy khá là nhiều cái một lúc ấy. Đây, sau khi mình chuyển sang 13 xong rồi đúng không? Mình sẽ chọn chất lượng này. Chất lượng tốt nhất đi. Đấy, nhấn chuyển đổi này. Đấy. Sau khi chuyển đổi xong này. Sau khi chuyển đổi xong thì các bạn nhấn tải về nhá. Mình sẽ lưu cùng với ổ của cái file này. Đấy, sau khi tải về thì vào Camtasia này, Media này. Import, mình sẽ import cái đấy vào nhá. Đây. Đây là file 14, là file video này. Đây là file 13 này. Các bạn thấy không? Đôi 13 này. Đấy. Mình sẽ cho file MP3 này vào trong video này. Đâu rồi nhỉ? Đây. Từ từ nhá. Để cho dễ nhìn thì mình sẽ chuyển này lên trên. Và sẽ kéo cái video này xuống. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Có vẻ như các bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại âm thanh này, file âm thanh ấy nó lại dài hơn cả video. Thì các bạn nhớ lại vừa nãy xem là đúng là mình đã tăng tốc độ video lên thì video sẽ ngắn hơn đúng không? Thì bây giờ đồng nghĩa việc đấy thì mình cũng phải tăng tốc độ của âm thanh lên. Đây. Mình sẽ để 1,09 này. Đấy, hai cái bằng nhau chưa? Rồi đúng không? Điều tiếp theo chúng ta phải làm là sẽ tắt âm thanh gốc đi. À quên. À quên quên quên. Sorry các bạn nha. Mình thiếu một bước nữa là tách. Mình sẽ tách cái giọng này ra, quên đấy.
Đấy, tiếp theo mình sẽ tách cái giọng này ra này. Cái file 13 mình vừa chuyển đổi ấy, đây này. Đấy, mình sẽ tách âm thanh ra nhá. Các bạn đợi một chút này. Hầu như là trên mạng nó sẽ có AI, nó sẽ làm mình giúp mình làm việc hết rồi. Mình chỉ việc làm, các bạn chỉ việc làm theo những cái bước mà mình hướng dẫn thôi. Thì có thể hoàn thành một video nó như là video mới mà mình tự làm. Mình cho các bạn nghe thử nhé. Đây là âm nhạc, file âm nhạc này. Mình sẽ nghe được file âm nhạc trong cái video này này. Đấy. Mình sẽ tắt nó đi nhá. Mình nghe thử âm Lấy thanh miếng này. thủy tinh vỡ tránh được bi kịch xảy ra. Anh đánh thức Anna, cô ngồi dưới đất khóc thảm. Đấy, bây giờ mình sẽ tải cái âm thanh về nhá. Giọng hát này, nó là giọng hát đấy. Mình sẽ ghi đè lên cái file này. Đổi tên đây. Mình sẽ để đuôi là audio nhé, để các bạn dễ nhận biết nhé. Đấy. Sau khi tải xong rồi thì mình sẽ import nó vào thôi. Import cái audio này vào này. Các bạn thấy chưa? Và kéo audio này tương đương với video thôi. Đấy. Bước tiếp theo là các bạn hãy chỉnh tốc độ âm thanh ngang bằng với video. Thì vừa nãy nha, mình đã đổi tốc độ video thành 1,9 đúng không? Thì bây giờ mình cũng phải đổi tốc độ âm thanh này sang 1,09. Đây, các bạn đợi mình tí. Đấy. Bây giờ các bạn thấy, có thể thấy này. Tốc độ của hai cái này nó ngang nhau này. Đấy. Các bạn lưu ý nha, nếu các bạn chưa tắt âm thanh của cái này thì các bạn hãy vào Edit Audio và kéo thả tắt âm thanh nha, kéo hết xuống cỡ, hết cỡ này. Đấy, để tắt âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại âm thanh mới và cũ nhé. Nếu tôi không thể hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong hạnh phúc. Đừng mà. Lúc đó máu rơi xuống thảm, Tam chủ động nắm lấy miếng thủy tinh vỡ tránh. Đấy, các bạn có thấy sự thay đổi gì không? Âm thanh, giọng nói thay đổi này. Không có nhạc nền nữa này. Mình sẽ xem lại video cũ nhé. Anh đánh thức Anna, cô ngồi dưới đất khóc thảm. Lúc này Tam cũng nhìn thấy Gloria đang bị bắt nạt thông qua tin nhắn trên điện thoại. Lúc cô sắp bị đánh, anh kịp thời xuất hiện đạp những bạn học. Đấy, đến mới là 90% thôi. Các bạn còn 10% nữa các bạn phải làm gì? Đây. Còn 10% nữa. Hãy làm bước lại cho mình này. Các bạn nhấn vào phần video này, nếu các bạn dùng Camtasia. Các bạn nhấn vào video giúp mình này. Đấy. Thấy không? Nhấn vào video này, nó sẽ hiện ra phần property. Chúng ta có thể thay đổi thông số của nó. Mình đã thay đổi rồi à? À, mình quên mất bước này. Mình đã thay đổi rồi. Thay đổi phần rotation này là sang 180 độ để lật ngược này. Ví dụ các bạn để 0,0 nhé. Thì đây sẽ là video gốc này. Đấy. Nhưng mà các bạn đổi 180 nó sẽ lật ngược lại này. Đấy. Tốc độ cũng là 1,09 này. Các bạn đã thấy chưa? Đấy. Các bạn lưu ý này. Phải có người thuyết minh này. Và background cho cái video này để thay đổi so với video ban đầu này. Cô gái này cầm mảnh thủy tinh kề vào mặt mình, sau đó Đó. nói với anh ta, nếu tôi không thể hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong hạnh phúc. Các bạn cũng có thể thêm một số cái tiêu đề cho video. Ví dụ như là tên phim này, vườn sao băng này. Đấy. Để xem nào. Đấy. Mình sẽ để người ta bằng tập 8 nhé. Size to quá, để sang 46 đi. Đấy. Các bạn có thể, dưới này là các bạn có thể thuyết minh thêm nhé. Các bạn sẽ thuyết minh thêm phần chữ cái sau mỗi âm thanh này. Đừng mà. Đấy. Thì các bạn có thể thêm chữ đừng mà trong video này. Các thứ.
Sau đó thì bước cuối cùng này, chúng ta sẽ xuất video ra này. Đấy, thì xuất các bạn có thể chọn độ phân giải tùy tùy nhá. Mình có thể mình đã cài đặt độ phân giải 2K này, 2K, 4K các thứ tùy các bạn. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn đơn giản thôi, mình sẽ chọn Custom Production nhé. Đấy, thì nó sẽ y như là cái video hiện tại đó bạn đang edit này này. Next này, 14 này, Next này. Các bạn cứ next hết cho mình nhé. Lưu ý là không được tích vào những cái này, bởi vì nếu các bạn khi các bạn tích ấy, thì nó sẽ hiện ra thêm cái biểu tượng Camtasia ở góc màn hình đây này, dưới này này. Đấy, nên các bạn tắt hết nha. Nếu nó đã tích rồi ấy, thì các bạn hãy tắt hết cho mình. Sau đó đặt tên video thôi. Đấy, đặt tên video các bạn muốn vào đến Finish thì nó sẽ render cho các bạn nhé. Đấy, nó sẽ render này. Đấy, thì sau đây mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách react video, biến video cũ thành video mới 100% mà không bao giờ bị bản quyền. Đấy, nếu mà các bạn còn muốn thay đổi gì thì bạn có thể cũng có thể thêm một số nhạc nền khác cho video để tăng thêm thay đổi để cho chắc chắn nhé. Đấy, còn đây là một số minh chứng này, minh chứng kênh của mình cho các bạn xem này. Đâu rồi nhỉ? Mạng của mình đang hơi lag ấy. Đấy, hầu như tất cả video của mình 100% là đều react hết nhá. Hiện tại lượt đăng ký của mình là 4.600. Đấy, hiện tại đã có một bình luận rồi này, nhưng mà hiện tại là chưa cập nhật. Đấy, các bạn thấy không? Số view khi mình đăng liên tục này khá là cao này, mùng 10 tháng 11 này, 12 tháng 10 này, mùng 7 tháng 6 này. Các bạn thấy không? 26 tháng 5 này, đều năm 2021 hết cả nhá. 2022 này. Đấy, thì mình xem số liệu nhá. Đấy, thì một video của mình này có thể cộng từ 300 đến 500 sub này, nếu mà nhiều. Còn những video là hot ý, thì có thể cộng 700 đến 1.000 sub là điều bình thường nha. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu tìm hiểu ấy, thì mình sẽ làm một video khác. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách share YouTube để giúp các bạn có thể tiếp cận người xem dễ dàng hơn. Giống như kênh của mình ấy, mình không thường xuyên đăng video, nhưng mà mỗi video của mình đăng lên ấy, thì sẽ có rất nhiều lượt xem. Đấy, thế là cách share YouTube này. Thứ hai là cách chọn video cho đúng để làm sao có thể tiếp cận người dùng, người xem ấy một cách nhanh nhất, dễ nhất. Đấy, và sau đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, và các bạn hãy đừng quên hãy đăng ký kênh và like video giúp mình để chúng mình có động lực làm những video hướng dẫn khác nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.